Thực ra thì chú nói ngay từ ban đầu rồi, cái vào gặp được công ty Bắc Home này thì rất là thời gian rất là ít, theo khi tính chỉ bằng giờ thôi chứ chắc bằng ngày. Nhưng từ lúc chú vào YouTube để chú xem đơn vị của công ty Bắc Home để thi công một số các nhà thì chú thấy tự nhiên này tôi thấy rất có một cái lòng tin nào gần như là tuyệt đối vào đấy luôn, từ xây dựng, giám sát rồi đến các mảng về 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 cho một cái ngôi nhà thì chú rất là tin tưởng vào công ty Bắc Home. Trong cái đó thì chú cũng cũng tham khảo một số các công ty khác nhưng mà không có một cái gì là để cho chú đọng lại nhiều cái mà. Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, nhân dịp đầu xuân năm mới, Ngọc Huyền xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng. Quý vị thân mến, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại số 180 Vạn Phúc Hà Đông, Hà Nội. Đây sẽ là nơi trưng bày tất cả các sản phẩm, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp và các vật liệu xây dựng do Mark Home của chúng tôi trực tiếp sản xuất và phân phối độc quyền. Và quý vị thân mến, cũng nhân dịp đầu năm như thế này thì mọi công việc của Mark Home cũng đang rất thuận lợi với số lượng và khách hàng nhận tới tin tưởng cũng là đăng ký hợp đồng với cả là Bác Hôm cũng khá là nhiều. Vì vậy ngày hôm nay chúng tôi với đội ngũ rất là đông đảo sẽ đến để tư vấn cũng là ký kết hợp đồng với các vị khán giả. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta đang sẽ đi cùng với cả là anh Thanh này và anh Thảo là hai tư vấn viên của Bác Hôm. Vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đâu để ký kết hợp đồng anh nhỉ? Chào các bác, hiện tại thì ngày hôm nay bên công ty có nhận được lịch thông báo của anh Duy ở tại khu vực Vân Đình Tưới Tiêu. Thì ngày hôm nay thì phòng kỹ thuật của chúng em nhận được thông tin thì sẽ di chuyển xuống khu vực dưới đó để khảo sát đất cũng như là lên cái phương án thiết kế để sau này chủ đầu tư có một cái phương án và cái nhìn để sau này mình xây dựng một ngôi nhà nó hợp lý với tầm tài chính cũng như là mong muốn sử dụng sau này. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển luôn để cùng khám phá về buổi làm việc nhé. Và hiện tại thì anh em chúng tôi đã có mặt tại Vân Đình Mỹ Đức Hà Nội rồi. Và ngày hôm nay thì quý vị có thể thấy không ạ, chúng tôi thì với đội ngũ rất là đông. Và bên cạnh tôi lúc này thì đó chính là anh Thanh này cũng như anh Thảo thuộc bên bộ phận kỹ thuật của công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Bắc Home. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ về trực tiếp công trình của gia đình nhà khách hàng này, khảo sát đo đạc đất cũng như là tư vấn kỹ thuật thiết kế của người gia chủ. Và anh Thanh thì có thể chia sẻ là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ về công trình của vị chủ đầu tư nào không ạ? Hôm nay thì sẽ về trao đổi công trình với cả nhà chú Duy tại khu vực Vân Đình Tưới Tiêu, Hà Nội. Thì chú có nhờ đơn vị bên mình về khảo sát đất cũng như là tư vấn về thiết kế. Thì hôm nay sẽ qua đó dẫn quý vị và các bạn trực tiếp qua để tham quan một buổi làm việc cuối năm của bên công ty mình. Và quý vị thân mến, đây chính là cổng nhà chú Duy rồi. Vậy sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển vào trong để cùng làm việc nhé. Xin mời ạ. Đơn vị bên cháu thì đối với nhà phân khúc nhà dân dụng hiện tại thì bây giờ cũng đang là một đơn vị hiện tại là cũng đang thuộc đơn vị lớn rồi. Thì cũng ít đơn vị cạnh tranh với bên cháu lắm. Thì có lòng tin ngay. Dạ vâng. Nếu như mà thường thường thì đa số nếu như mà các bác mà đã xem tìm hiểu đơn vị bên cháu được lâu rồi thì sẽ yên tâm hơn. Tại vì các bác có thời gian để trải nghiệm được đồng hành cùng với đơn vị bên cháu. Bởi vì đơn vị bên cháu thì đến giai đoạn bây giờ cũng thành công ty được 11 năm rồi. Thì thường thường là các bác nếu mà muốn đồng hành và muốn tin tưởng sử dụng dịch vụ bên cháu xem cả sếp Tuấn thì mừng tuổi các nhân viên. Dạ vâng. Đa số là thường thường là các bác sẽ có khoảng độ tầm 2 đến 3 năm, còn nếu như mà sớm thì 1 năm với cái thời gian trải nghiệm cùng đồng hành bên công ty cháu và theo dõi hành trình làm việc của bên công ty cháu. Đây thì xem mà tính ra thì khoảng 1 ngày rưỡi này. Vâng. Nó kiểm tra xem bác hôm. Thì nói chung là để cho anh Thảo anh sẽ kiểm tra lại cái khuôn viên đất, xong một xíu nữa thì cháu sẽ cùng với nhà chú đi tham quan và lên phương án cho gia đình nhà mình xem. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa theo dõi quy trình mà chúng ta bay flycam lên để đo về những cái hình ảnh khu đất xung quanh công trình. Thì anh Thảo thân mến, đối với cái việc mà chúng ta có hình ảnh flycam như thế này thì nó có vai trò gì trong cái việc tư vấn với khách hàng ạ? Mình có thể là biết được cái diện tích và cái khuôn đất của gia đình nhà mình, gia chủ là méo hay là nó vuông, để mà mình làm sao mà lên cho cái bản vẽ đấy cho gia chủ nó phù hợp nhất. Dạ, vậy thì khi mà anh bay flycam như này thì có yêu cầu cao về kỹ thuật hay như nào không ạ? Thực chất là kỹ thuật thì cái kỹ thuật thì nó cũng chỉ là bình thường thôi.
thì để mà mình nắm rõ được rằng là cái khuôn đất, quan trọng nhất là cái khuôn đất để mà mình tư vấn cho khách hàng làm sao cho nó phù hợp nhất. Vậy cũng vừa bay flycam rồi, anh đánh giá sao về cái lô đất của gia chủ ạ? Đối với cái lô đất của gia chủ thì nó là theo cái hình chữ nhật, nó cũng khá là vuông vức, thì cái này thì bên mình sẽ dễ làm việc hơn. Cảm ơn anh. Vậy sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển vào để cùng tư vấn và ký kết hợp đồng với gia chủ nhé. Đường dễ đi mà, dễ dạ, tìm vâng. mà. Anh em cháu cũng làm ở dưới này nhiều mà. Vâng. Khu dưới này nhà chú cạnh nhà chú này cháu cũng làm thi công. Cháu là người Bình Đà ấy chứ. Người Bình Đà. Vâng. Bình Đà. Bình Đà làm Bình pháo. Bình Đà đây, Bình Đà rồi. Thành ngay Hoài. Đây. Ngay gần nhà hay ngày trước hay xuống khu dưới này đi chơi bời các thứ. Bình Đà ngày trước chú đổ hàng ở đấy nhiều. Dạ vâng. Chú là nhà mình là làm chuyên về vật liệu về mảng gì đấy chú? Chú làm bằng sắt thép. Tất tần luôn về bản đá sỏi. Vâng, nếu như mà nhà mình đã có cái nền tảng như vậy thì sau này nhà mình xây dựng lên nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều. Mình đi bán cho người ta được, nhà mình không phục vụ được à? Cháu xin phép mai cháu trao đổi qua một chút thì hôm nay thì có nhận thông tin của bên công ty. Để về anh em cháu sẽ về khảo sát lại cái đất nhà mình này. Cũng như là ngày hôm nay thì chú cháu mình sẽ ngồi trao đổi một buổi làm việc liên quan về vấn đề thiết kế. Nếu như mà chú có cần hỏi thêm về quá trình mà thi công như nào thì anh em cháu sẽ hỗ trợ giải đáp cho chú. Trong quá trình làm việc thì nếu như mà anh em cháu có nói nhanh quá và nói những cái phương án mà chú chưa hiểu thì chú hỏi lại giúp cháu, thì để anh em cháu giải thích lại cho gia đình nhà mình, để gia đình nhà mình có cái phương án mà cái nhìn nó đa chiều hơn và cảm thấy nó hợp lý nhất chú nhá. Chỉ trình bày của cháu là cái thiết kế thì 100% nhờ bên đấy rồi. Dạ vâng. Mỗi công năng sử dụng của mình thì mình muốn là đưa ý kiến ra để các cháu thiết kế thôi. Dạ vâng. Thì hôm nay thì cháu sẽ cố gắng làm sao mà lên cái phương án, trước mắt là cái phương án sơ bộ ở đây cho chú xem trước. Và sau đó thì nếu như mà xong cái phương án sơ bộ rồi thì anh em cháu về thì anh em cháu sẽ vẽ lại cái phương án cụ thể hơn. Trong cái phương án cụ thể đó thì cháu cũng sẽ gửi lại cho chú xem trước, thì cái phương án xem trước demo đó thì chú có thể xem và điều chỉnh tiếp cùng với bên cháu. Thì đối với cả đơn vị bên cháu thiết kế thì bên cháu sẽ không hạn chế số lần chỉnh sửa chú nhé. Thì khi nào mà chú chỉnh sửa chú cảm thấy nó hài hòa nhất và chú cảm thấy ưng và cảm thấy nó hoàn mỹ nhất rồi, theo cái cảm quan của chú thôi. Anh em cháu thì chỉ gọi là biến hóa theo các cái phương án mà chú mong muốn xây dựng, giả dụ như đối với mặt bằng sử dụng này, công năng sử dụng bên trong này, chú chỉ lên phương án thôi. Anh em cháu sẽ cố gắng biến hóa làm sao cho nó đẹp nhất và phù hợp nhất với cả cái khả năng sau này gia đình nhà mình sử dụng, nó hợp lý nhất đấy. Còn cái phương án sau này thì tất cả mọi phương án thì đều thống nhất qua là ý của chú hết. Nên giả dụ như kiểu chú quyết cái vấn đề này, chú cảm thấy là anh em cháu vẽ như này không hợp lý, thì anh em cháu sẽ chỉnh sửa làm sao khi mà hài lòng nhất để chú cảm thấy là phù hợp nhất trong quá trình mà sau này mà mình lên cái bản vẽ thiết kế đấy. Thì trước mắt thì hôm nay thì cháu sẽ hỏi qua một chút thông tin để chú cháu mình có cái làm việc nó tích cực hơn. Đầu tiên là cho cháu hỏi là cái nhu cầu cháu cũng vừa hỏi qua chú rồi. Nhà mình hiện tại đang muốn xây nhà máy bằng đúng không ạ? Nhà máy bằng hiện đại đúng không ạ? Đây cháu có một cái vệ sinh. Cháu có một cái không muốn là phòng bếp ở dưới. Cháu có một cái phương án sơ bộ chú nhá. Thì hiện tại là đối với cái nhà ống thì cháu đã làm trong cái khuôn viên 2 tầng rồi. Ở đây nó là khuôn viên phòng khách này chú này. Đây là khuôn viên của cầu thang, đây là phòng ăn và sau đó phòng vệ sinh, cuối cùng là phòng ngủ. Đấy là cái phương án sơ bộ thôi, hoặc là cháu có thể đẩy cái phòng vệ sinh xuống đuôi nhà chú. Thì ở đây cháu sẽ có phần bóc mái cho chú để chú nhìn nó sẽ rõ hơn này. Bây giờ nhá, phòng khách chú chờ một xíu. Cái phương án này thì chú xem có hợp lý. Còn đây là khuôn viên tầng 2 thì cháu đang tính nếu như mà chú muốn có hai phương án, một là chú đẩy khuôn viên ở trên này là khuôn viên phòng thờ, hai là phòng ngủ. Còn phòng thờ thì cháu sẽ đẩy ra giữa này cho chú, thì cái phần bóc mái này chú nhìn là sẽ dễ đúng không? Chứ trước mắt là cứ tầng 1 đi, còn tầng 2 tính sau. Còn tầng 1 ở đây thì cháu để vâng, khách đúng không? Đây thì cháu có mở vâng cái định hình khuôn đất của chú đấy. Như nhà chú theo ý chú này, phòng khách này, cầu thang này. Đúng rồi. Phòng ngủ này. Nhà bếp này, nhà vệ sinh này. Vâng, thế là cái phòng vệ sinh thì hiện tại chú đang muốn đẩy sau đuôi nhà đúng không? Cùng. Còn cái phương án này của cháu là cháu đang để cái phòng vệ sinh đây để nó nhưng tiện. Nhưng mà lại có một cái để mấy mét để làm một cái bể. Vâng. Nước mưa. Dạ vâng. Cuối cùng một nửa làm nước mưa, một nửa làm sân ướt. Vâng, thế cái này thì bây giờ hiện tại cái phương án của cháu lên sơ bộ đây nó cũng gần đúng với ý tưởng của chú đấy rồi. Thì cháu sẽ làm cái phòng ngủ ở đây và cái phòng vệ sinh ở đuôi nhà. Cháu thì cháu bếp xong đây phòng vệ sinh. Đây đúng như cái phương án chú nhìn rõ nhất, đây lại cho cái phương án. Thì hiện tại là đối với cả anh em cháu, có nếu như anh em cháu có cái phương án cái để mà này của cháu là cái bếp đúng không? Vâng. Cái phương án thường thường thì anh em cháu thi công ấy thì cháu sẽ muốn là cái phòng vệ sinh nó gần với cả khuôn viên phòng bếp đây này.
để nếu như mà sau này mà chú có sinh hoạt gì đó ấy, thì chú đi thẳng vào phòng vệ sinh luôn, và tránh cái trường hợp là sau này khách cứ đi vào đây, cái phòng vệ sinh chung này sẽ đi vào cuối nhà của mình, nó sẽ đi qua cái phòng ngủ của mình. Phòng ngủ thì nhiều khi chú có thể là để mở cửa, hoặc là không nhất thiết là phải đóng suốt ngày. Không quan trọng đấy. Vâng, thế là muốn đẩy cho nó lại sang. Vâng, thế thì cái này thì sau là cháu đổi lại nhá. Thì trước mắt là cái phương án sơ bộ của cháu đây, cháu tính này, phòng khách này, bếp ăn này, phòng ngủ và các phòng vệ sinh cháu sẽ đuổi. Vẫn bếp ăn với phòng vẫn bên dưới. Vâng, đây không, đây đang trước mắt là cháu đây là như thế, là hình như thế đúng không? Thường là như thế, chú xem là thường là bao giờ phòng khách trên phòng ăn. Vâng. Nhưng bây giờ chú không muốn phòng ăn gần phòng khách nữa. Vâng, chú đẩy phòng ngủ vào phòng. À, chú đẩy hết sang đuôi nhà. Có là bây giờ bếp tại là vệ sinh cho đoạn sau hết. Đấy, cái này thì cháu chia sẻ thật nhé. Không phải là bởi vì chú là cũng là người làm cung vật tư vật liệu. Nếu như mà cái tầm mà mong muốn mà chú xây dựng thì mỗi ngôi nhà của chú muốn đầu tư khoảng độ bao nhiêu tiền để mà mình xây dựng? Thế thì cháu mới hỏi cháu. Vâng, không, chú bây giờ tầm tài chính của chú có bao nhiêu thì một ngôi nhà để mà hoàn thiện cái đó là chú muốn là ở trong khoảng ngôi nhà đó là tầm tôi muốn có bỏ ra lần này tài chính mỗi một căn khoảng hơn 1 tỷ. Hơn 1 tỷ. Tầm tỷ 2 là. Vâng. Chú đang muốn tự thi công hay là nhờ bên cháu làm luôn? Khả năng là bên cháu. Dạ vâng. Cái này thì bên cháu trong quá trình mà khi bọn cháu lên bản vẽ thi công ấy sẽ có một anh ấy sẽ về, anh ấy sẽ trao đổi với chú trong quá trình làm việc bản vẽ thiết kế, là sẽ có một anh chăm sóc thi nhưng công. Mà ví dụ như ở cái địa bàn ở đây thì là nhân công của các cháu đưa ngoài kia về hết à? Thật ra là tất cả cái phần nhân công cho trao đổi với chú luôn là anh em cháu sẽ nhận một chút tờ phụ ở khu vực mình, còn anh em cháu sẽ chỉ đưa những người chính về thôi. Thứ nhất là chỉ huy trưởng và kỹ thuật, tất cả là và giám đốc thi công thuyền ở đây tất. Thợ thuyền thì anh em cháu vẫn phải lấy thợ phụ đây, còn thợ chính này cũng như là kỹ thuật chính ở tại công trình thì anh em cháu phải cấp người từ công ty về. Thứ nhất là người ta sẽ chịu trách nhiệm làm việc và đi rà soát lại đội thợ và tuyển ngũ cái đội thợ tay nghề ở đây đã làm quen rồi. Quan trọng là cái ông kỹ thuật thôi. Ông kỹ thuật đó thì ông sẽ quan trọng nhất là cái chat. Vâng. Chú mỗi quan trọng nhất là cái chat. Vâng. Cái chat thì chắc chắn là sau này làm thì sẽ phải có kỹ thuật rồi bên, bởi vì nếu như mà chú nhờ bên công ty cháu thi công thì nó sẽ được như này. Ngoài cái vấn đề mà kỹ thuật ở dưới chịu trách nhiệm ở công trình rồi thì bên tổng công ty bên cháu cũng phải rà soát lại và bám sát lại công trình đó. Giả dụ như có các anh ở dưới đang canh thi công chính chưa, đã chính xác so với cái biện pháp thi công hay là đề ra chưa, theo cái bản vẽ đề ra chưa, thì anh em cháu người trên tổng công ty vẫn về rà soát lại độ kỹ thuật đó, xem là ở dưới công trình là kỹ thuật làm việc nó có đảm bảo hay không, nó có đúng với cả cái quy trình làm việc hay không, có gây gọi là khó khăn gì hay là có gây khúc mắc thì có gây không hài lòng gì cho chủ đầu tư không. Bởi vì chú là người đánh giá trực tiếp khi mà chú sử dụng dịch vụ bên cháu, và cái sử dụng dịch đó thì khi mà chú nói một câu với cả một gia chủ khác hay là một câu với cả tất cả khu vực quanh đây thì sẽ là cái đánh giá tốt hơn so với bên cháu làm truyền thông rất là nhiều. Cái truyền thông thì bên cháu làm có thể làm được, nhưng cái vấn đề đó không bao giờ bằng được là chú sử dụng cái lời nói của mình là tôi đã sử dụng dịch vụ bên Marco này, từ cái khâu mà khi anh em về trao đổi thiết kế này, cũng như là anh em về trao đổi phương án thi công này, cũng như là sau này hoàn thiện thi công và bàn giao nhà chú này, nó sẽ là cái thực tế nhất để chú cảm quan cái vấn đề đó. Chào các bác nhé, hiện tại thì ngày hôm nay qua nhà chú Duy ở tại khu vực Tới Tiêu, Vân Đình. Hiện tại thì cũng qua kiểm tra ra tất cả các cái phần thông tin về khuôn viên đất xong xuôi rồi thì cũng sẽ đến cái phương án trao đổi sơ bộ qua cho chú để chú định hình được cái vấn đề xây nhà sau này. Còn lại thì cái phần nhà thì cháu sẽ xây kích thước là 5x15x15 chú ạ. 5x15x15. Nó chỉ gần hơn 80 mét vuông mặt sàn một chút, gọi là gần 90, nhưng công năng nhà mình như vậy thì cháu nghĩ là để 5 mét sân nó hợp lý hơn. Còn không thì với 5 mét sân đó sau này chú còn sảnh nữa, các thứ rồi thì chú làm phần sảnh lên để đua ra ngoài nó rộng hơn một chút thì mình lại phải tụt vào. Ít nhất là chú đang mong muốn là khoảng độ hơn 2 mét sảnh lên rồi. Thì cái phần sân của chú nó sau này chú bắn lên ra nó chỉ còn khoảng được tầm, nó còn khoảng được tầm 3 mét thôi. 3 mét đó thì cháu thấy là hợp lý nhất, thì sau này chú để xe để cộ, nếu mà chú cũng bắn hết thì nó vẫn có một cái ánh sáng lấy đằng không gian đằng trước của chú nó thoáng đãng nhất. Thế bên này, nếu như bên này của chú thì chú có thể mở cửa hết rồi, nhưng đối với bên này của anh thì anh lại không có cái gì nữa. Đúng rồi, chỉ có mỗi cái mặt vâng. Điện thôi. Cái phần bên này của anh chỉ có làm mỗi cái giếng trời của khu vực cầu thang để lấy sáng ngôi nhà. Đúng thôi rồi. Và cái nếu như mà có thì cháu sẽ để làm thêm cái thằng ánh sáng đằng sau nữa, vì đằng sau nhà mình đuôi nhà cũng kín rồi. Thì cháu sẽ tổng hợp lại cái phương án là đối với cái nhà của chú ấy thì cháu sẽ mở cửa sổ hết bên này để lấy sáng, còn đối với nhà anh thì cháu chỉ làm cái phần giếng trời thôi,
ở phần cầu thang cũng như là cái phần đằng sau đuôi nhà thì cháu sẽ làm một cái khuôn viên sân ướt đằng sau đó để cho anh sau này anh có cái bể nước mưa nữa. Vâng, bể thì chắc chắn là sẽ có bể âm hay là bể lổi, thì sau đấy khi mà lên bản vẽ thiết kế thì cháu sẽ trao đổi lại với chú sau. Tại vì chắc chắn là phải có bể thì chắc là âm đấy. Vâng. Mình làm âm thôi cho nó đẹp chú ạ. Thì đằng sau này cháu sẽ tính cái sân ướt cho nhà anh và lấy sáng luôn ở khu vực này luôn. Và một cái riêng trời khu vực cầu thang, còn nếu như mà được thì chắc là khuôn viên bếp thì hơi khó chú ạ. Thì thôi, cái thang thì hiện tại cầu thang thì chú đang muốn làm thang bám tường. Thang bám tường lên hay là chú muốn làm thang vuông ạ? Thang bám theo dọc tường lên. Vâng, thế làm thang bám tường như chú nhá. Phải lòi ra một bậc hai bậc. Nếu như mà cái thang bám tường thì thường thường là nó sẽ khoảng hai bậc. Cái thang bám tường, nếu mà chú muốn làm thang bám tường đây ấy, thì cái phòng ngủ ở đây thì nó lại đang bị hơi khó. Thường thường là khuôn viên thang bám tường thì cháu sẽ thiết kế phòng ăn luôn cho chú. Là chú phải nhớ giúp cháu nhé, nếu như mà chú làm thang bám tường thì cái chỗ đó chỉ làm được phòng ăn thôi, còn lên trên kia phòng ngủ thì nó lạnh. Thế thì thôi, xem thiết kế của các cháu thôi, làm cho nó hợp lý. Cháu nghĩ là nếu mà làm thang cố định năng 75m của chú là chú làm thang chữ U thôi. Thế cái thang bám tường thì thường là cái khuôn viên thì chú định hình này cháu hiểu rồi. Thì cái đoạn chỗ đó này nó sẽ bị từ đây đến đây, nó ôm khúc vào đây thì nó sẽ bị bé, đoạn này chỗ đây chỉ có bố trí phòng ăn nó hợp lý nhất. Còn nếu mà bố trí phòng ngủ thì nó đang vướng cái nhịp của thang thì nó rất là khó để bố trí. Thì cái đấy thì cái phương án nó trao đổi trước chú để chú định hình. Còn không thì cháu nghĩ là làm đối với cái thang này thì chúng ta làm khổ thang, chú muốn làm khoảng độ tầm 1m hay là 90. Có cần làm lớn không chú? Cái khổ thang này. Chú hiểu rồi, bây giờ phải có 1m. 1m nữa. Bé quá. Thì thường thường cái thang nó mất khoảng độ 2m2 của cái ô. Bưng một mâm cỗ lên nó chặt chội quá. Thì cháu có thể 2m2 nhá, chú nhá. 2m2 thì nó sẽ rơi khoảng độ hơn 1m đó. Còn cái chiều đối với cả so với cả kích thước độ trần thì cháu sẽ chia ra khoảng độ tầm 25 bậc cho chú. Đối với trần 39 thì chia ra làm 25 bậc thì củ bậc nó rơi khoảng độ tầm 15,7. Còn lại thì nếu như trần 36 thì cháu chia ra làm sao trong khoảng độ 23 đến 25 bậc thôi. Thì để cho mình bước lên cho nó hài hòa nhất. Cái chim cái nhịp này khoảng độ tầm hơn mét là cháu nghĩ là cũng ok rồi chú ạ. Thì mình tiết kiệm, tại vì cái không gian nhà ống thì cháu không muốn làm rộng quá. Thường thường nếu như mà thang nhà mà mình làm nhà máy Nhật, máy Thái, nhà máy Thái mà nó kiểu như kiểu hai cái mặt tiền của chú là rơi khoảng độ tầm 10m hay là 7m ấy, thì mình làm cái ô thang nó dao động khoảng độ tầm 3m, 3m2 nó thoải mái hơn. Nhưng cái này cháu nghĩ chỉ làm khoảng độ tầm 90 đến 1m thôi thì cuốn lên thì nó đẹp nhất, nên làm hình chữ U. Còn làm bám tường thì như chú đang mong muốn, thì không muốn làm phòng ăn ở đó thì hơi khó, để anh em cháu xử lý cho chú cái đấy. Vì đang đẩy hết xuống dưới đuôi nhà mà. Nên trước mắt sơ bộ thì cháu cứ lên cái phương án sơ bộ của chú như vậy thôi. Đến hiện tại thì Ngọc Huyền đang ngồi cạnh chú Duy ạ. Đây chính là chủ đầu tư công trình của chúng ta. Chào chú ạ. Chào cháu. Vâng. Ngày hôm nay về đây thì cháu có một số câu hỏi muốn hỏi chú được không ạ? Chú nhất trí. Vâng. Được biết thì là chú vừa mới được các bạn kỹ thuật viên bên cháu này tư vấn ký kết hợp đồng ạ. Vậy thì cháu muốn hỏi là tại vì sao mà chú lại biết đến công ty Mark Home và lựa chọn Mark Home làm đơn vị thiết kế và thi công ạ? Thực ra thì chú cũng nói ngay từ ban đầu rồi. Cái vào gặp được công ty Mark Home này thì rất là thời gian rất là ít, theo khi tính chỉ bằng giờ thôi chứ chắc bằng ngày. Nhưng từ lúc chú vào YouTube để chú xem đơn vị của công ty Mark Home để thi công một số các nhà thì chú thấy tự nhiên này, tôi thấy rất có một cái lòng tin nào gần như là tuyệt đối vào đấy luôn, từ xây dựng, giám sát rồi đến các mảng về cho một cái ngôi nhà thì chú rất là tin tưởng vào công ty Mark Home. Trong cái đó thì chú cũng tham khảo một số các công ty khác, nhưng mà không có một cái gì mà để cho chú đọng lại nhiều cái mà. Vâng. Và cháu thì vừa nãy cháu cũng có nghe qua được rằng là chú còn xem ngay cả việc họp của bên cháu này, rồi là ngay cả sếp đi phát lì xì nhân viên công ty rồi mọi thứ đúng không ạ? Nói chung là chú cũng mặc dù là mới tìm hiểu Mark Home thôi, nhưng mà chú quan sát rất là kỹ từng những hoạt động của công ty một. Dạ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo đi ạ. Sau cái quá trình mà được trực tiếp này làm việc cùng với lại các bạn kỹ thuật viên bên cháu này, về đây này khảo sát này cũng như là tư vấn kia bằng thiết kế, thì chú có cảm thấy hài lòng không ạ? Thực ra thì các cháu về đây thì chú trước khi về đây thì chú cũng xem một số các clip các cháu cũng đi thực địa như thế này rồi. Vâng. Thì thấy là các cháu là cũng nói năng rõ ràng,
chuyên môn thì về về tư vấn cho chú thì rõ ràng, nói về chuyên môn cũng chắc chắn, thì chú cũng cảm thấy là rất là ổn để về các cháu tư vấn cho chú. Dạ vâng ạ. À, vậy thì cho cháu hỏi qua một chút nhé. Thì không biết là trong thời gian sắp tới thì chú dự định là sẽ xây một căn nhà như thế nào ạ? Chú có thể chia sẻ với quý vị khán giả được không ạ? Dự định của chú thì đúng như các cháu nói các cháu rồi đấy, xây hai căn nhà ống, diện tích nó khoảng hai cái căn cũng rơi khoảng 170 mét sàn rồi đấy, cũng xây kiểu nhà mái bằng hiện đại. Thì qua đây thì chú cũng rất là mong muốn là các cháu về thiết kế làm sao cho chú nó hài hòa hợp lý, mà đây qua đây đấy là một cái mốc để bà con có thể nhìn vào, có thể người ta thấy cảm thấy ưng ý thì có thể vẫn có thể qua chú có thể vẫn tìm đến ở Bắc Hôm để nhờ thi công. Dạ vâng ạ. À, người ta thì có câu là đầu xuôi thì đuôi lọt đúng không ạ? Ngày hôm nay ký kết hợp đồng thiết kế cũng rất là thành công rồi, thì cháu cũng hy vọng rằng là sau này thì chú sẽ có một căn nhà ưng ý luôn nhá. Vâng ạ, vậy thì trong dịp Tết 2024 thì không biết là chú có lời nào thì muốn gửi đến công ty cũng như là muốn lời chúc Tết tới quý vị khán giả không ạ? Chú nhìn thẳng ống kính qua ạ. Chương trình đấy thì chú cũng chúc công ty Mark Home ngày càng phát triển mạnh, ký kết được nhiều hợp đồng, và chúc các cháu toàn thể khán giả xem chương trình đấy một sức khỏe, hạnh phúc. Chú xin hết ạ. Vâng, cảm ơn chú Duy rất nhiều ạ. À, và quý vị thân mến ạ, thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi của tôi và chú Duy thì cũng đã chính thức khép lại chương trình ngày hôm nay. Và nếu như mà quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, vui lòng liên hệ tới các số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Xin chào.